Có một cái gia đình của ông chú này là cũng ở trong cái vùng của tỉnh An Giang mình đó quý vị. Thì ông ở cặp mé của sông, vùng sông Hậu đó. Như vậy thì ông là gia đình là toàn bộ là hành cái nghề đặc biệt nhất đó là cái nghề nuôi vịt, cái nghề nuôi vịt và cái nghề mà buôn bán là các tất cả gà vịt rồi để mà sanh sống. Mà đa số đó ông này đó, ông ở ngoài đồng là trực tiếp là một năm có thể nói là 7 8 tháng ông không có ít có vô nhà đó quý vị. Ông ở gốc cây hoặc là ông ở chòi trại để ông nuôi vịt không à. Thì quý vị mình thấy rõ đó, cái việc mà xác giết này đó nó sẽ đưa tới cho con người của mình, đặc biệt nhất là cái nghề mà gì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành ở, hoặc là phạm tội sát sanh hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau. Khi bỏ xác thì hồn vào địa ngục chịu muôn phần câu thúc phạt răn, nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con mà phải trầm thăng sáu đường. Thì đây là một cái nghề của ông này đặc biệt, đó là ổng là nuôi vịt sống mà ổng ra ổng mần ổng bán chết đó quý vị. Thì hàng ngày á ông ta mới là trong đồng á, sáng bữa nào đi thức khuya chiều sửa soạn bắt bầy vịt ổng nuôi một lần mấy trăm con đó. Ổng là đổ lúa đổ đồ thóc rồi này kia ăn để cho nó nung cho nó lớn rồi đem về cho con ổng bán. Thì cô con gái út của ông đó thì ngồi chợ, còn ông thì bơi xuồng từ ở trong cái ngọn là cái gạch đó, ở trong cái gạch kinh đó là ổng bơi về ổng đưa bán rồi ổng chở vô. Thì vào một cái mùa mưa đó quý vị, vào cái mùa mưa đặc biệt là cái mùa mưa đó đó, ông bơi chiếc xuồng về tới ngay chân chỗ cái dàm kinh đó là coi như là lên bờ, mà ngày xưa lúc mới tiếp thu về đó đất đai đó chưa, bờ xá nó chưa có, bên thủy lợi người ta mới có dục đất lên cũng như là làm thủy lợi đó dục lên. Thì ông ở kế bên cây rừng đó có cái chòi nhỏ của ông ở đó để ông nuôi bầy vịt. Thì bà con mình thấy rõ là khi lên đó thì trời ông đang chuyển mưa tới nghe quý vị, ông đang chuyển mưa là đen kịt hết trơn đó. Thì bên cái ngọn ngọn của cái đùng thì thấy rõ là cái dần mây đen bay tới, bay phủ 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 tới như vậy. Thì ông này thì ông sống ở trong cái đồng nó quen rồi đó, như vậy thì ông á chuẩn bị để ông lùa cái bầy vịt vô trong cái gào lứ hết trơn rồi ông mới chở vô cái trại ông sát bên cây rừng. Thì tự nhiên á là có một cái luồng mây bay mưa ào 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 tới như vậy đó ha, ông đưa một cái trận sấm sét ông đánh một cái đấy ha là cái tiếng nổ là vang dội hết trơn, nó là kể như là cái xác của ổng nó văng ra khỏi cái cây rừng đó như vậy chừng mười mấy thước quý vị, mình mẩy ổng là nó đen thui hết trơn. Và lúc đó là kể như là mình ổng đen hết trơn. Thì trong cái thời gian mà ổng nằm đó thì đâu có ai đâu mà biết ổng là chết sống như thế nào. Thì khoảng chừng mấy tiếng sau khi mưa gió lặng yên hết trơn rồi thì ở người nhà người ta vô người ta thấy cái xác của ông nó văng khỏi cái chuồng vịt đó quý vị, là kể như là nó đen ngay gan cũng như là cái khúc củi cái lọ khúc lọ mình vậy đó. Thì chụp ngang thì la hô lên thì ổng đã chết rồi. Thì cái phần đất của ổng nó nằm kế một bên chỗ cái trại vịt đó, thì cách đây cách chỗ cái bờ kinh nó không có xa. Thì lúc đó nó đất đai nó khó khăn lắm, lúc đó mà con ổng mới vô thấy vậy rồi. Mà cái thời điểm đó là bà con mình thấy đi, cái thời mà mới tiếp thu đâu có phải là giàu có mà xây gạch xây nền rồi này kia, không có chôn mã đất không cái gì, chôn mã đất rồi đắp núm lên đó. Như vậy thì bà con người ta có người người ta cũng sợ nữa, bởi vì cái xác trời đánh của ổng nó nhìn thấy là thấy ghê tởm lắm, bởi vì nó đen không còn dạng nhận dạng ổng ra nữa đó. Khi con ổng vô rồi mới đem xác ổng về rồi mới vô là xin đất đai mới chôn lại ngay chân chân chỗ cái nền đất của ổng mà ngày xưa ở cặp mé kinh đó. Như vậy thì cuối cùng rồi á chôn ổng xong rồi đó, bà con mình thấy á tưởng sao con của ổng vẫn hành cái nghề y như ổng nữa đó, vịt gà thì cũng nuôi bán buôn thì cũng y gan như vậy cái người con gái út của ổng rồi cũng vậy thôi. Bởi vì cái người người ta không có nhận xét về cái quả cái nghiệp này, mà thật ra nó theo mình xét thấy đó, từ xưa tới bây giờ mà nói cái việc mà cái nghiệp trời đánh này đó, đó bà con mình thấy cũng như là giết vật á,
thì phải đền mạng, hoặc là mổ heo thì phải hiện tượng là phải chết như thế nào như heo. Còn cái này là cái việc trời đánh này nó có một cái điều kiện là cái nhân quả này không có thể nào mà mình đoán được và thấy rõ, đó là cái nghiệp quả này nó lớn lao chứ không phải nhỏ. Bởi vì thường thường á, xét đánh là phải có thiên lôi, mà ông này không biết ông làm cái nghiệp gì mà nó quá lớn rồi đến nỗi là nói với bà con mình biết là 3 lần bị trời đánh cái xác ổng đó. Như vậy thì cái lần thứ hai nó qua tới lần thứ hai, khi chôn cất ổng xong rồi, chôn cất ổng xong rồi đó quý vị thấy đó, là qua tới là giai đoạn đó là tuần tự xong rồi, qua năm này tới tháng kia, cách đó là khoảng chừng 7-8 năm sau quý vị. 7-8 năm sau là thấy là còn cái mã đất thì cũng con cái rồi, cũng vô thanh minh rồi kia xong rồi chứ. Thì một ngày nọ đó, vào cái mùa lúa mà bà con người ta đi đồng đi bái đó, người ta cắt lúa, mà ngày xưa là cắt lúa bằng lưỡi hái không à. Đó, như vậy thì vô chổng cắt rồi đó, là ổng chuyển một cái đám mưa cái mùa hè thu đó ha, mạnh ai nó vô núp hết trơn đó, rồi trong chạy đồ che chắn đồ lại. Như vậy đó là khi mà ổng sấm sét lên lần thứ hai, cách đó khoảng 6-7 năm sau đó, ổng đánh một cái một đó ha, y như là cái bừa mà mình cài bật cái nắp là cái mộ của ổng lên đó, là văng lên y gan cũng như là mình xới lên vậy đó. Và là 2 lần thì ở đó là bà con người ta chứng kiến là cái cảnh cái lần xét từ ở trên trời đó, là ổng xẹt xuống một cái là y gan ngay chân cái mộ luôn, là bật cái nắp đất lên như vậy đó quý vị. Đó là lần thứ hai. Mà cái lần thứ hai này đó là con ổng mới thấy mới giật mình rồi. Về con gái ổng mới nói thôi giờ đó, thời gian mình làm ăn quá khấm khá đi, mà hôm nay đó mình không có bỏ cái nghề mà mình theo cha mình làm gì đó, thì đã 2 lần bị sét đánh như vậy rồi mà tại sao mình không bỏ, thôi giờ xin với đất đai đem cái mộ của cha mình về xây cất ở sau hè, để mà làm cái nhà mồ lên để cho cha mình ấm cúng. Mà quý vị mình thấy rõ đó, trong cái thời gian mà khi đem về đó phải yên được đâu đó, lấy cốt đem về đàng hoàng hết trơn rồi làm rồi xây cuốn nền lên. Lúc đó là qua cái thời gian đó cũng 10 mấy năm sau rồi mới xây cất lên như vậy đó, đưa là cái nhà mồ đồ lên cho ấm cái linh hồn của ông nha. Nhưng mà cũng không bao giờ chạy sức được, không biết cái quả này nó như thế nào mà 3 lần như vậy đó quý vị. Cho đến lần thứ ba đó, khi mà đem về sát một bên nhà rồi đó, là cái lần thứ ba đó ông bị quánh một cái nữa đó ha, là nó tét một cái góc của cái nhà mồ và cái nền là bê tông ở dưới là nó nứt ra một đường gì nè quý vị. Là 3 lần như vậy đó. Rồi là con ổng bỏ nghề luôn. Người con gái út của ổng hiện tại bây giờ đó là trở lại là bỏ cái nghề sát sanh và trai giới trở lại đó. Mà hiện tại bây giờ trong cái thời gian này đó, cô mới xét lại là mình làm quá nhiều cái nghiệp đi, thành ra hôm nay đó phải trả cái nghiệp của cha mình. Mà rõ ràng đó là cô đã thấy được những cái nghiệp sát này mà cha mình đó hồi xưa tới giờ không biết gây tạo gì mà phải trả 3 lần bị sét đánh như vậy. Thì đây có phải là cái nhân quả mà từ xưa tới nay mà chính là thầy nói là lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Mà chúng ta làm những cái việc không đúng rồi á, thì nó sẽ đưa cái việc không đúng cho đến cho mình. Thì những cái nhân quả này đó xin kể qua cho bà con mình biết. Và cô đã tự hối, cô đã tự hối để mà trở về cái con đường tu theo chánh pháp của thầy, mà cô trai giới để bà bắt đầu cô lo hành đạo cho đến ngày hôm nay cô còn vẫn còn ở tại chỗ tỉnh An Giang đó. Thì cái đây là một cái mẫu chuyện mà thầy đã nói đó trong cái quyển trong cái sấm giảng. Thầy cũng cho biết, đức thầy cho biết là chớ tự hối nào đâu có là ăn năn cải xưa tâm lành. Phật chẳng qua dùng chữ tính thành, chớ nào dùng hương đăng trà hoa. Và đây là những câu giảng mà đức thầy đã khuyến cáo tất cả bà con chúng ta nên cố gắng để mà
trì hành theo chánh pháp của thầy. Đức thầy cho biết là thả thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cùng trong đổi thay. Chữ phù dân phú quý nay mai, luân giới chuyển dời qua đổi lại. Coi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thở trước nhan hồi còn tre. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ, buổi bần hàn đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế. Xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thương những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc báo quý ân trong Nam Định, muốn tìm kim đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt hài mau cài cây. Nam Mô A Di Đà Phật. Đức thầy cũng cho biết đó, lúc huỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về Cực Lạc. Như vậy thì cái huỳnh hôn này nó buổi chiều đó, đèn tất cả những cái ngọn đèn để soi sáng hết, nhưng mà mình phải tìm vào cái con đường chánh nha quý vị. Cái con đường này là con đường đặc biệt mà thầy chỉ thắp một cái ngọn đuốc thôi, mình phải tìm cái ngọn đuốc của thầy đó. Cái ngọn đuốc của thầy đó, thầy nói rõ cho mình biết là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ. Thì ở trong cái bài giác mê tâm kệ này, thầy đã nhắc nhở nếu ai mà hành theo đúng vào cái quyển thư thuyên thứ tư này đó, thì thầy chỉ dẫn cho cái con đường về Tây Phương Cực Lạc. Ở trong đó có những cái điều kiện đặc biệt là diệt là lục căn, diệt lục trần, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, rồi sắc thinh hương vị xúc pháp. Ở trong này đặc biệt nhất là có bát chánh đạo và tứ diệu đề, hành theo bát nhẫn thì được giải thoát đó. Thì ở trong cái việc mà thầy nhắc nhở cho mình biết hôm nay đó, hoàn toàn đó là khi mà mình hành đạo thì mình phải nhớ là soi vào cái đường của đức thầy đã thắp cái ngọn đuốc. Đức thầy thắp ngọn đuốc lên đó, mình thấy vào cái con đường của mình đó mình đi, mà thầy nói rõ là lúc huỳnh hôn đèn trí soi đầy. Nó rất nhiều là cái ngọn đèn. Cái buổi chiều đó mới để thấy rõ là khi mà trở về trạng vạng đấy ha, thì hoàn toàn là tất cả những ngọn đèn điện, đèn dầu, đèn là màu đèn gì nó bật lên sáng hết. Nhưng mà mình phải nhìn thấy thấu đáo là cái ngọn đèn nào là của Phật và của thánh của thầy. Chứ không phải là nói là lúc huỳnh hôn đèn trí soi đầy thì mình tìm cái ngọn nào mình cũng vô được hết trơn. Cái đó là nó đi sai theo chánh pháp của thầy dạy, mà không có dẫn dắt mình về trở về cái cảnh giới của Phật được. Thì hôm nay tất cả những cái việc làm của mình ở đây đó, đức thầy nói rõ cho mình biết là phải tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân đó. Nếu không tu thì chừng khổ cũng ân, đừng có trách sao không chỉ bảo. Thầy nói rõ mà từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắc trong dòng sanh tử luân hồi, ai cũng phải đi vào cái con đường chết, ai cũng đi vào cái con đường sanh tử này hết.
Nhưng mà mình muốn thoát qua cái con đường sanh tử này là gì? Là phải trì hành niệm Phật, nó phải tuân thủ theo lời của thầy dạy, là mình đi đúng vào cái câu là Di Đà lục tự ráng ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra, hay hoặc là mà cái câu chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình đó. Như vậy thì hôm nay toàn bộ là những cái lời khuyên của thầy dạy gốt gáo trong cái thời kỳ mạt pháp này, chúng sanh nên nhớ đi, giàu nghèo hay hoặc giàu gì cũng vậy, mà trong kinh Phật có nói đó, cho mình biết rõ đó là vào cái thời cái giai đoạn này đó, mình sống ở trên cái cõi mạt pháp này đó là ở tạm thôi. Đó, kinh Phật nói rõ là trần thế là nơi chốn náo nương, cũng như quán trọ ở ven đường, lữ khách dừng chân ngồi nghỉ tạm rồi cũng trở về nơi chốn diễn phương. Con người của mình giàu cho làm vua chúa hay bực là quan quyền gì cũng vậy, cũng phải trở về cái gò ra nằm ở ngoài gò ngoài đất vậy thôi, chứ cũng trả về cho tứ đại. Mà đặc biệt nhất là nó chỉ có là khi mình tạo những cái nghiệp ác, mình gây tạo những cái việc sát sanh, mình gây tạo những cái việc mà đấu đá với nhau, mình gây tạo những cái ác khẩu, cái ác nghiệp này, thì cuối cùng rồi á, thì Đức Thầy nói rõ cho mình biết là chết rồi cũng nắm hai tay, không đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son Diêm Đài. Thầy nói rõ là phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp thì khó bề tính toan. Lúc đó rồi xuống địa ngục mới thấy được cái cảnh của là nào là quỷ sứ, nào là dắt hồn quăng lên núi đao hay ôm là cột đồng hay hoặc thảy vô cái chảo dầu gì, nó mới thấy rồi. Lúc đó hối hận rồi, mà hối hận thì nó đã muộn rồi đó. Thì hôm nay nó toàn bộ những cái cảnh khổ của thế gian và cảnh khổ đi tới sau này, Đức Thầy cũng nhắc nhở tất cả bà con mình nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau để truyền bá kinh lành, làm cho người hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Vậy thì cái buổi trò chuyện hôm nay xin chấm dứt. Xin kính chúc toàn thể chư quý vị tâm an thân khỏe, trí huệ phát khai, bồ đề tâm tinh tấn, vững bước tu hành. Nam mô A Di Đà Phật.